Hello các bạn, tôi là GNDTT và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi tựa game giả lập làm ăn mày. Nói chung là ăn mày thì các bạn chỉ được này thôi, đừng mong đẹp trai anh em ơi. Đương nhiên rồi là chúng ta sẽ thức dậy ở đầu đường xó chợ, chắc chắn mà. Ui, có một cái xe đẩy hàng đang nói chuyện với tôi này. Hoặc là tôi cũng có thể hiểu là hình như là nhân vật của tôi bị thần kinh, nên là chúng ta mới nhìn ra cái xe đẩy hàng biết nói chuyện như thế này. Kiểu như chúng ta tự hình dung ra một người bạn của chúng ta ấy. Thì thực ra là cái xe đẩy hàng này nó không hề biết nói. Được rồi, rõ ràng công việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm khi mà chúng ta là một người ăn mày là chúng ta phải đi lục thùng rác anh em ạ, để xem là có kiếm được cái gì không. Cái thứ mà người khác bỏ đi thì bây giờ mình phải tìm kiếm, mình đào bới. Cơ bản là tôi cũng đang đói quá rồi anh em ơi. Trong người thì đang có không đồng, anh em nhìn này, góc trái này đúng số không tròn trịa. Tìm được cái gì đây? À đây rồi. Ôi tôi tìm được cái bánh mì này. Phải nói thật với anh em là khá mùi, nhưng mà thôi cố vậy cho mồm. Đây nhá, làm cái bánh mì trong thùng rác. Rồi, cách duy nhất là sinh tồn các bạn ơi. Nhưng mà vẫn đói, tôi cần phải tìm thêm nó có cái gì khác không. Đá vào mấy cái thùng rác này nó bắn ra những cái đồ ăn này. Đá vào cái thùng rác này này. Rồi, chúng ta kiếm được ở đây một cái lõi táo. Ăn cho nó mát anh em ơi. Nghèo quá. Chúng ta sẽ kiểm tra bên trong người bạn xe đẩy hàng chúng ta có cái gì không. Để xem nào. Rồi, mày có cả cái bánh mì kẹp xúc xích, còn có cả nước cam này mà sao mày không bảo tao, mày bắt tao ăn. Ấy giời, tôi vừa kiếm được một cái miếng bìa cắt tông và tôi sẽ ghi vào đây một cái dòng chữ, đó là GNDTT này, xin 8.000. Đấy, để người đi đường người ta donate, anh em hiểu không? Tôi là kiểu ăn xin ấy, cho nên là lời lẽ nó cũng không được nhanh nhẹn lắm, mình cứ giơ cái biển này ra là xong, đỡ phải nói. Đấy. Nào anh dai này, cho đồng nào không nào? Sao cứ một ảnh mặt làm ngơ vậy? Này kìa. Nào anh dai ơi. Giả vờ bị ốm để không phải cho tiền anh em ạ. Anh phố này gian tà thật. Anh bảo vệ, mình làm nghề bảo vệ cũng lâu rồi, cho em xin đồng có 8.000. Anh dai này nhìn côn đồ này khả năng không cho đâu anh em. Ui, anh ấy cho tôi 1 đô la. Trông anh bặm trợn này mà anh hào sảng thật. Kinh nghiệm tôi thay vì xin những người giàu giàu thì tôi cứ xin những người trông côn đồ. Đấy, là người ta cho ngay, cho tôi tận hơn 1 đô liền thế này. Tôi có 2.7 đô rồi. Cứ với cái đà này khéo mua cả ô tô chứ. Tôi đi xin từ sáng đến chiều thì bây giờ là tôi cũng đã xin được 10 đô la. Nhưng mà trong ngày hôm nay tôi đi ăn xin thì tôi đã phát hiện ra là có những cái tổ chức ăn xin khác nhau ở trong thành phố này, và họ liên kết với nhau. Tôi đang một mình chống lại tất cả anh em ơi. Họ rất là ghét tôi. Tổ chức ăn xin đấy nó mặc cái bộ áo màu đỏ, và nó nhìn tôi nó lao vào đánh. Thì bới rác cả ngày cũng chán thật. Tìm được cái gì đây? Ôi, tìm được cái đống sắt. Trong khi mà chán nản như này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách để đỡ chán nhá. Xả stress cực tốt. Anh em ơi, mình vừa được thằng bạn rủ chơi con game cuốn quá nên là phải giới thiệu cho anh em ngay để chơi cùng mình. Đó chính là game Call of Dragon. Về bản chất ý, thì Call of Dragon là một cái trò chơi chiến lược phiêu lưu giả tưởng hoàn toàn mới, cho phép mình được tự do khám phá một cái thế giới giả tưởng với những cái khả năng không giới hạn do nhà phát hành game Riot of Kingdom phát triển. Nghe đã thấy hấp dẫn rồi đúng không anh em? Nhà phát hành của Riot of Kingdom cơ mà. Và đầu tiên phải kể đến game này được thiết kế theo hiệu ứng 3D vô cùng chân thật. Vì thế nên khi chơi mình như được trải nghiệm siêu chân thực về các thung lũng này, núi, sông, khi leo hay là bay qua các cái địa hình đấy. Một trong những cái điểm cộng cực lớn. Thế nên là chúng ta phải biết tận dụng cái địa hình 3D này để bảo vệ vị trí và không kích, đè bẹp kẻ thù bằng cái chiến lược đỉnh cao của anh em. Game thì có nhiều chế độ chiến đấu nên anh em khỏi phải lo về việc chơi sao cho nó phù hợp. Anh em có thể chọn chế độ PvP nếu muốn chơi so tài với những người chơi khác, PvE nếu muốn một mình cân cả bản đồ với đi đánh dị thú. Mà thích chiến đấu hơn nữa thì chơi GVG, chiến đấu quy mô rộng giữa các liên minh với nhau luôn. Quá nhiều chế độ chiến đấu và hàng vạn chiến trường với quy mô siêu lớn cho các anh em. Khi mà mỗi đội hình có thể tổ chức 10.000 binh lính và mỗi liên minh có thể hỗ trợ ít nhất 40 tổ đội. Vậy thì cứ tính là nếu mà tham gia vào một trận đấu lớn giữa các liên minh thì con số binh lính có thể lên đến hàng vạn người cùng chiến đấu với nhau. Đỉnh chưa anh em ơi? Call of Dragon không chỉ cho chúng ta có thể điều khiển nhiều binh lính mà thậm chí game còn cho chúng ta trải nghiệm chiến đấu nhập vai vào các đặc điểm sở trường của các chủng tộc, binh chủng trong game nữa anh em nhá. Chẳng hạn như là nếu mà anh em dùng kỵ sĩ thì sẽ gây được nhiều sát thương hơn so với bộ binh này. Nếu anh em mà nắm chắc được đặc điểm của từng loại binh chủng thì coi như là trăm trận trăm thắng rồi. Và đặc biệt hơn nữa là thao tác chiến trường trong game được làm ở chế độ thực, theo kiểu thời gian thực ấy anh em.
Và anh em cứ tự tin, tự do lên kế hoạch và thực hiện hàng ngàn chiến lược khác nhau trong Call of Dragon đi nhá. À, ngoài ra thì Call of Dragon xây dựng ở một thế giới kỳ ảo, cực kỳ hoành tráng với vô số sinh vật siêu đẹp và kỳ bí luôn anh em ạ. Trong thế giới này sẽ có 8 loại quái vật với 8 cơ chế phó bản khác nhau, anh em mình tha hồ và trải nghiệm. Nắm rõ cơ chế và khéo léo tránh đòn là anh em đã có thể đánh bại những con quái vật này rồi. Và một khi mà anh em đã vào phó bản thì tức là anh em sẽ phải một mình đơn độc chiến đấu đến chết anh em nhá. Thế nên đây chính là lúc chúng ta phải sử dụng trí thông minh của mình để tổ chức sắp xếp quân lính sao cho nó hợp lý. Nhưng mà anh em yên tâm vì game này có chất lượng hình ảnh siêu cao nên là những cái đòn đánh nó cứ phải gọi là lung linh. À đúng rồi, và trong game này thì anh em sẽ không cần phải làm bất kỳ một cái thao tác nào mà các thương binh trong lúc chiến đấu bị thương ấy thì sẽ tự động được đưa vào trạm xá và được chữa trị miễn phí luôn. Và anh em yên tâm là trạm xá không giới hạn sức chứa luôn nhá. Tôi là tôi thích nhất đơn vị không chiến. Đây là binh đoàn bay có tầm tấn công xa. Tôi được điều khiển cả một quân đội bay như là rồng và yêu tinh như là vũ khí bí mật để đưa ra tấn công kẻ thù trong trận chiến luôn. Siêu ngầu mà cũng siêu mạnh. Và đặc biệt là anh em có thể yên tâm khi mà chơi Call of Dragon là có thể chơi qua lại giữa các thiết bị trên cả PC lẫn điện thoại luôn nhá. Anh em chơi lúc nào cũng được luôn. À mà hiện giờ thì Call of Dragon đang có sự kiện là chúng ta sẽ được chơi với 3 streamer hàng đầu của game này. Các streamer đó với tư cách là lãnh chúa của tộc người này, tộc orc này và tộc tiên sẽ dẫn dắt mọi người khiêu chiến rồng để tranh đoạt kho báu. Kho báu chính là các phần thưởng vô cùng giá trị trong game. Anh em hãy cùng mình tham gia vào một trong 3 tộc này rồi đi khiêu chiến với rồng nha anh em nhá. Tôi có để thêm thông tin về chương trình này ở phía dưới phần mô tả và anh em có thể xem qua. Sao? Anh em đã thấy Call of Dragon hấp dẫn chưa? Thế thì còn chần chờ gì mà không nhanh tay nhấp ngay vào phần liên kết ở mô tả tải game này Call of Dragon ngay thôi. Có giờ lục thùng rác này tìm được cục vàng không nhở? Gì đây? Được can xăng à? Ăn xin công nhận rất là khổ mọi người ơi. Càng lúc thì người ta càng quen mặt tôi thì người ta trả cho nữa. Anh Giai bán xúc xích ơi. Anh bán được nhiều hàng, donate em 10.000 với. Chị em khổ quá anh. Ờ? Tao bấm nhầm mua luôn cái bánh mì xúc xích rồi. Mất 3 đô ạ. Ui, đắt thế mày bán cái bánh mì đắt vậy. Mà tao có định mua đâu. Bực thật đấy, phải nói là cái bánh mì khá ngon anh em ạ. Nhưng mà đắt quá so với số tiền tôi kiếm được. Tôi vừa học được một skill mới nhá. Đó là đi tiểu vào người khác. Ôi, skill trông bất lịch sự thật. Đấy, đầu tiên là tôi khiêu khích kẻ địch kẻ xong tôi tiểu. Ui, ui kìa. Ui, sao tiểu mãi mà không hết nhỉ? Ui, như suối hết. Mà kỳ lạ thật, cái cô gái này gần như là không sợ hãi gì cả. Tôi tiểu nhiều như thế mà. Người bạn xe đẩy hàng này tôi cũng khá là tiện anh em ơi. Ngồi lên cậu ý xong rồi đi rất nhanh. Ui, ở đằng kia có gì cả. Anh em ra hóng hớt tí. Oh, hello các anh ạ. Nhìn vầm thế. Sao các anh ơi? Sao? Em làm gì đâu? Ơ kìa, em còn chả quen các anh. Em ăn mày thôi mà. Đến lúc này tôi cho bạn nhìn tuyệt kỹ này tôi này. Phóng chim bồ câu. Khả năng phóng chim bồ câu này là khả năng có 102 nhá. Mà sao tôi cất đâu trong người lắm chim bồ câu vậy? Vẫn còn này. Tôi số lượng chim bồ câu trong người tôi là vô hạn anh em ạ. Sao tôi không đi bán chim bồ câu lấy tiền nhỉ? Mà phải ăn mày ta. Có một cái chú này, chú ấy giao tôi nhiệm vụ là đi tiểu vào 10 người mặc đồ đẹp ở trong thành phố này và chú ấy sẽ trả tôi một món tiền. Tôi không biết là tại sao chú ấy muốn làm như vậy, nhưng mà bởi vì tôi rất cần tiền, tôi sẽ làm theo. Ok, tiểu vào người mặc đồ đẹp đúng không? Ai? Mặc vest này, ai da? Đẹp đấy, phải là người mặc đồ đẹp các bạn nhé. Những người mặc đồ thể thao hay là... Đây, rồi. Cứ ông nào mặc đồ lịch sự là chúng ta sẽ đi tiểu vào đấy. Nhiệm vụ được giao bởi cái ông chú trông cũng rất là giàu có. Rồi, mấy anh này cứ mặc sơ mi là tôi cho dính hết. À, tóc hai mái à? Nhận đi. Anh dài đầu cua nhận nốt đi. Gây thù chuốc oán với người giàu như này liệu có ổn không ta? Thế là các bạn đang đi đường có thằng chạy ra đái vào người các bạn, kinh thật. Nào, ngại gì nào. Tôi nhận ra là hôm nay tôi xin được tới 35 đô liền. Quy đổi ra tiền Việt là phải hơn 800.000. Một ngày tôi xin được 800.000 là nhiều đấy chứ. Có anh Hề này giao tôi một cái nhiệm vụ. Đó là tôi cần phải đem một quả bom giao tới một căn nhà và tôi sẽ làm bởi vì tôi là người ăn xin. Cứ cho tôi tiền là tôi làm. Ok, chúng ta có 1 phút. Chúng ta có 1 phút để có thể đem quả bom này đến chỗ vị trí mà tôi còn chả biết nó là ở đâu luôn. Tôi được chỉ dẫn trước đường đi rồi và chúng ta cần phải đi lối này. Là đi này đi nào, come on. Ô tô tránh đường đi. Ủa cái cô này. Nào. Sao sợ thế. Rồi chúng ta còn chưa đầy 1 phút nữa.
Mà tôi không biết là cái chỗ đó còn xa không. Tôi chỉ biết là nó phải đi đường này thôi. Cảm ơn. Vì tiền mà làm này liệu nó có ổn không nhở? Chờ đã. Cái đồng hồ này vừa đếm nhanh hơn à? Sao tự dưng nó tít nhanh vậy? Đây rồi, là chỗ này. Đây rồi. Cho nó vào trong này nào. Thằng hề này nó bắt tôi làm thế. Tôi có biết gì đâu, tôi chỉ là một thằng ăn mày thôi. Ui, các đồng chí cảnh sát. Các đồng chí cảnh sát đông thế. Để em giải thích.